Khi biết tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần, nhiều cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội, nơi đồng chí gắn bó trong suốt 6 năm học phổ thông, đã vô cùng đau buồn. Một lãnh đạo trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều cho biết, tập thể cán bộ của trường đều bày tỏ niềm tiếc thương bởi sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một vị lãnh đạo tận tâm, tận tụy và tận lực cho tới phút cuối đời. Theo đại diện nhà trường, trong ký ức các thế hệ giáo viên, học sinh nhà trường Tổng Bí thư luôn ân cần, dành tình cảm thân tình và chiều mến. Lần nào Tổng Bí thư về dự trường cũng thường dành thời gian nói chuyện ân cần với toàn thể cán bộ giáo viên, động viên mọi người. Gần đây nhất, Tổng Bí thư về trường là ngày 14 tháng 11 năm 2020, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều. Cũng trong dịp này, ông Lê Trung Kiên với vai trò hiệu trưởng nhà trường đã xin được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để trực tiếp đưa thư mời tới Tổng Bí thư cựu học sinh niên khóa 1957-1963 của trường. Việc gặp Tổng Bí Thư phải đi qua nhiều bước thủ tục. Thế nhưng, khi chính thức gặp mặt, ông Kiên không tin được rằng mình đã được Tổng Bí Thư tiếp đón suốt 45 phút. Vì hiệu trưởng trẻ tuổi của trường Nguyễn Gia Thiều chia sẻ, ông đã lặng người vì xúc động khi Tổng Bí Thư chào mình bằng thầy dưỡng em. Trong suốt cuộc trò chuyện tâm tình kéo dài 45 phút đó, cách xưng hô của Tổng Bí Thư không thay đổi. Mặc dù so với tuổi tác, ông Kiên nhận mình chỉ là con cháu của Tổng Bí Thư. Tôi thưa với bác, tôi biết bác rất bận rộn việc đảng, việc nước, nhưng vẫn mạn phép gửi tới bác lời mời về trường cũ dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường. Nhưng bác nói với tôi rằng, thưa thầy, đối với em, đây là việc rất quan trọng. Giấy mời em đã nhận và đã xem. Nếu điều kiện sức khỏe cho phép và nếu bộ chính trị không có việc đột xuất, em sẽ về dự. Và năm đó, bác đã về dự với tư cách cựu học sinh của trường. Ông Kiên nhớ lại. Nhà trường vẫn nhớ kỷ niệm được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ đó là vào năm 1962, khi đang học lớp 10B do thầy Lê Đức Giàng làm chủ nhiệm, trường tổ chức thi viết báo, lớp được giải thưởng, trong đó ông Trọng viết một bài thơ nhan đề, năm cuối cùng của đời học phổ thông với cảm xúc chân thành. Tổng bí thư đã đọc 4 câu đầu và 4 câu cuối, 4 câu đầu thể hiện niềm vui. Tôi vui tôi sướng biết bao nhiêu, tôi học 10B Nguyễn Gia Thiều, này đã trở nên người anh cả, cuộc đời vui bay bổng cánh diều. Bốn câu cuối bày tỏ chăn trở làm gì đây cho đời thêm ý nghĩa, năm cuối cùng của đời học phổ thông, hay cứ để cuộc đời trôi lặng lẽ theo thời gian tẻ ngắt lạnh lùng. Theo đại diện nhà trường, tổng bí thư rất quan tâm đến các thầy cô giáo, hỏi thăm và gửi lời chúc sức khỏe những ai đang ốm đau, dặn dò phải quan tâm đến thế hệ trẻ, khuyến khích học sinh học để đào tạo ra nhiều người giỏi cho thành phố, đất nước. Một lãnh đạo trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều chia sẻ, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ nhất phẩm chất cần kiệm liêm chính, chỉ công vô tư, theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là tấm gương rất mẫu mực để các thế hệ học trò trường Trung học phổ thông huyện Gia Thiều phấn đấu noi theo. Kỷ niệm đáng nhớ của tôi đó là lần chi ủy chi bộ nhà trường vào mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường. Được tận mắt thấy phòng làm việc của bác rất giản dị. Tôi rất ấn tượng với hình ảnh đó. Ngoài ra, dịp kỷ niệm đó, Tổng Bí thư vẫn xưng hô em với các thầy cô Mặc dù đứng trên cương vị người đứng đầu Đảng, nhà nước, nhưng Tổng Bí thư vẫn xưng như vậy, thể hiện sự kính trọng với những người thầy, người cô mái trường đã từng dạy dỗ mình, vị này chia sẻ thêm. Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ Trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã gửi các điện thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam. Nội dung bức điện, thư như sau. Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nhân dân Trung Quốc mất đi một người đồng chí tốt, anh em tốt, bạn bè tốt, Chúng tôi vô cùng thương tiếc gửi đến Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất và lời thăm hỏi chân thành nhất. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp của Đảng và nhà nước Việt Nam. Có những đóng góp kiệt xuất cho công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cũng như phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Đồng chí đã kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí vừa là anh em giữa hai Đảng, hai nước Trung Việt, kết nên tình hữu nghị sâu sắc với Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người lãnh đạo Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình nâng quan hệ Trung Việt lên cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt không ngừng tiến lên phía trước. Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ mãi tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, kế thừa di nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đoàn kết phấn đấu, giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một dài, là cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng phía Việt Nam không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết và hợp tác thúc đẩy sự nghiệp xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, ngày càng đi vào chiều sâu và có ý nghĩa thiết thực, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sống mãi với chúng ta. Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ bản lĩnh một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đập vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư, hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn chăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Cùng với Trung ương Đảng, chính phủ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều câu nói thấm thía về công cuộc xây dựng đất nước, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Dân tộc ta xưa nay tỉnh táo, thông minh, cảnh giác, không mơ màng. Nội bộ chúng ta có khuyết điểm thì ta sửa đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được cái bình hoa, tức là phải giữ cho được cái ổn định. Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu, danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Đừng nhìn gà hóa quốc, đừng thấy đỏ tưởng là chín, đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ kiên quyết đấu tranh loại bỏ những phần tử hư hỏng, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, và không chịu sự tác động, sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót nhưng buộc phải làm. Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Theo tinh thần bác Hồ đã dạy, cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cái cây. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ. Tránh tình trạng nhạt đảng, khô đoàn, xa giờ chính trị